khát khao vươn tới những đỉnh cao mới, Sunshine Group kiến tạo những giá trị đẳng cấp và khác biệt để trở thành một tập đoàn hùng mạnh trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản. Với sự hiện diện của thương hiệu Sunshine ở khắp mọi miền Tổ quốc, với gần 10.000 căn hộ và tổng mức đầu tư lên tới hơn 15.000 tỷ đồng, 2017 được coi là năm đánh dấu bước ngoặt quan trọng của tập đoàn với những dự án sở hữu những lợi thế lớn về vị trí đắc địa, tiềm lực tài chính vững mạnh cùng đội ngũ nhân lực hùng hậu, công nghệ thi công tân tiến đi đôi với tiến độ và chất lượng cao nhất. Bằng những yếu tố đó, cộng với tư duy và tầm nhìn khác biệt, Sunshine đã kiến tạo nên những giá trị nổi trội và đẳng cấp, đưa thương hiệu tập đoàn vượt lên trên những định nghĩa thông thường. Sunshine Group, một phong cách thiết kế đỉnh cao, kiêu hãnh và đậm chất quý tộc. Sunshine Group, một môi trường sinh thái tuyệt vời, với không gian sống trong lành và màu xanh bình yên, hiện diện ở hầu khắp mọi nơi. Tất cả hòa quyện tạo nên nét đặc trưng như chính biểu tượng của cái tên Sunshine. Đó là một nguồn vượng khí dồi dào, mỗi ngày luôn đổi mới và sáng tạo không ngừng. Sunshine Group định vị thương hiệu là đơn vị tiên phong trong nỗ lực hướng đến cộng đồng, xây dựng những sản phẩm chất lượng nhất, mang lại những giá trị thực tinh túy nhất. Những giá trị đó được gửi gắm trong các công trình do tập đoàn làm chủ đầu tư. Trong đó, tuyệt tác Sunshine City được coi là biểu tượng phát triển bất động sản của Sunshine Group, được xây dựng và phát triển bằng cả tâm huyết và sức sáng tạo của Sunshine với tổng mức đầu tư lên đến hơn 5.000 tỷ đồng. Từ thời bình minh của lịch sử, dòng sông là cái nôi của những nền văn hóa nổi tiếng, là suối nguồn cảm hứng vô tận về sự hưng thịnh mà con người khát khao hướng đến. Với Sunshine City, Sunshine Group đang kiến tạo nên một phong cách sống có sự tương đồng với phong cách của các cư dân đẳng cấp trên thế giới, bên những thành phố ven sông, tọa lạc tại vị trí đắc địa tại bờ nam sông Hồng, nơi hưởng trọn sinh khí thịnh vượng từ dòng chảy tài lộc, nơi giao thoa các mạch chảy hiện đại, ngay sát tòa tháp Vietinbank, biểu tượng tài chính mới của Hà Nội. Lấy cảm hứng từ cuộc sống phồn hoa thịnh vượng của New York và nghệ thuật kiến trúc tinh tế độc đáo của kinh đô ánh sáng Paris, kết hợp cùng không gian trong lành của Melbourne, thành phố đáng sống nhất thế giới, Sunshine City là tổng hòa những tiện ích đồng bộ và hiện đại bậc nhất. Tại đây, cư dân được thỏa sức mua sắm tại trung tâm thương mại với hàng loạt nhãn hàng hiệu nổi tiếng. Những cư dân yêu thích các hoạt động thể thao có thể trải nghiệm hệ thống tiện ích thể thao phức hợp đẳng cấp, hoặc đơn giản là thả lòng mình ở bể bơi vô cực độc đáo, phá vỡ mọi giới hạn về tầm nhìn, mở ra cảnh quan khoáng đạt và một không gian thư giãn tuyệt vời. Đặc biệt, cư dân còn được tận hưởng nhiều tiện ích đỉnh cao riêng như bãi đỗ trực thăng tại tầng thượng của khối cao tầng, đường dạo bộ trên không, sky bar đẳng cấp. Ở Sunshine City, sắc xanh có mặt ở khắp mọi nơi, không chỉ xung quanh khu vườn treo, bể bơi, sân chơi thể thao, mà còn điểm xuyết trên các ban công, lan can và góc vườn xinh xắn ở các căn hộ trên tòa cao tầng. Cảnh quan xanh mát như một khu nghỉ dưỡng thu nhỏ trên cao là nơi trở về để thư giãn tuyệt vời sau những giờ học tập và làm việc căng thẳng ở chốn nội đô ồn ào. Sunshine City hội tụ đầy đủ những tiện ích tiêu chuẩn cao mà những khu đô thị cùng phân khúc không có được. Nơi các căn hộ được trang bị nội thất dát vàng, view sông Hồng, sân golf Sibucha, nơi phát triển và ươm mầm những tài năng trí tuệ, nơi hội tụ của những giá trị tinh thần cốt lõi, một cuộc sống tiện nghi, hiện đại và hoàn toàn khác biệt, một cộng đồng cư dân cùng trải nghiệm những tiện ích đỉnh cao với những giải pháp hoàn chỉnh thông qua hệ thống thẻ cư dân lưu giữ tất cả các thông tin cần thiết phục vụ cho sinh hoạt trong tòa nhà như ra vào, vé gửi xe, vé tháng sử dụng dịch vụ giải trí, tích lũy điểm tiêu dùng. Ngoài ra, Sunshine City còn có riêng một ứng dụng trên thiết bị di động để sử dụng tiện ích của tòa nhà như ứng dụng để mua sắm từ các siêu thị và cửa hàng tiện ích, đặt vé xem phim, đặt dịch vụ đưa đón, gọi giúp việc theo giờ, đặt bàn trên Skybar. Tất cả các tiện ích đẳng cấp trên được vận hành và phát triển bởi Sunshine Services với sứ mệnh phục vụ cư dân bằng tiêu chuẩn như ở khách sạn 5 sao, mỗi nhân viên luôn luôn lắng nghe và hoàn thiện hơn mỗi ngày. Mục tiêu là đem đến những giá trị sống đẳng cấp và thoải mái nhất cho cộng đồng dân cư tại đây. Sunshine City là khu đô thị ven sông đáng sống bậc nhất phía Tây Hà Nội, là chốn an cư thịnh vượng, viên kim cương hội tụ tinh hoa của những thành phố biểu tượng trên thế giới, nơi nâng tầm đẳng cấp thượng lưu của mỗi cư dân thành một nghệ thuật sống thượng lưu. Sunshine City, biểu tượng phát triển bất động sản của Sunshine Group. Sunshine Group, uy tín tạo nên sức mạnh.